Này là Z, tức là xoay nè. Còn cái đó là Z nha. Còn XA nè, XA là trục hoành, hoành tung gì đó. Bây giờ để cái chỉnh này là về không đi. Đây nè. Cái này giống hiệu ứng 3D. Ui, nhìn vi diệu chưa kìa. Rồi, cái đó là X, còn cái này là Y. Y nó sẽ như vậy. Seems odd, Đó, like an nó có độ allergic mờ nè. reaction to Nghe something. có từ mờ nó đậm nè. Thử 600, 800, 800 đi. Seems odd, like a shock. Seems odd, like an Đấy, allergic đứng đấy. reaction to something. Rồi. Shock. Seems odd, Đấy, like an allergic đứng đấy. reaction to something. Rồi. Sau đây là chuyên mục bạn hỏi, thớt trả lời. Bạn Tâm Trần nói là anh thử subtitle edit với Azisub về typeset với size đồ gì đi. À, cái này cũng dễ thôi. Đây. Bây giờ thử nè. À, nói về typeset á, thì size mình chỉnh size trước nha. Và chỉnh vị trí, xoay hoặc là hiệu ứng 360 độ nè. Chuột phải vào dòng bất kỳ. ASSR tool. Đây thử. Và chọn set position. Đây, chỉnh vị trí nè. Mới vô nó sẽ kêu mình chỉnh vị trí. Để mà chọn vị trí á, sau khi di chuyển chuột đến vị trí mình chọn rồi đó. Bấm chuột trái một cái nữa. Là để nó dừng lại nha. Là coi như đã chọn rồi đó. Còn muốn đổi á, bấm chuột trái thêm lần nữa để đổi. Rồi. Muốn chữ vuông góc á, thử cái hồ tây X nè. Đây. Này là Z là xoay nè. Còn cái đó là Z nha, còn XY nè. XY là trục hoành. Hoành tung gì đó. Bây giờ để cái chỉnh này là về không đi. Đây nè. Này giống hiệu ứng 3D. Ui, nhìn vi diệu chưa kìa. Rồi, cái đó là X, còn cái này là Y. Y nó sẽ như vậy. Đẹp đấy. Rồi, tiếp tục là X, distort X, cái này kiểu như vậy nè. Nhìn ảo ghê. Sau khi đã chọn vị trí mà mong muốn thì sau đó bấm nút OK thôi. Ví dụ này là mình để là trừ 90 độ. Mình chọn vị trí đây nè. Sau đó mình đồng ý. Nó sẽ có cái code nè, thấy không? Đây. Đây nè. Đó là size. Còn đây là test typeset nè. Typeset in ngang, in đậm, gạch chân. Cái này mình không có cần phải chỉnh code tại vì mình bấm chuột chuột phải và chọn thôi. In ngang nè. Cái này control y được luôn. Mình sẽ chỉnh tắt cái phần position đi. Hai cái code nè có thể kế nhau được phân cách bởi tách bởi dấu ngoặc ngoặc nhọn nè. Cái này cũng giống Azisub á. Đây đang là in nghiêng nè. Giờ mình xóa cho in nghiêng đi. Trở về bình thường rồi. Bây giờ mình thử in đậm nha. In đậm. Cứ chuột phải và in đậm. Chọn in đậm nè. Mình có thể chọn nhiều chữ, nhiều hàng với nhau được luôn nè. Chuột phải, in đậm. Đây tất cả đều xuyệt B1 nè. Rồi Ctrl Z lại nha. Do cái phông này mình để UV Envan và nó in đậm sẵn rồi nên sẽ không thể in đậm. Bây giờ mình thử gạch chân và chỉnh màu. Chuột phải, gạch chân. Rồi, chỉnh màu nè. Cũng chuột phải luôn. Màu sắc xanh lá chẳng hạn. Đây. Rồi, tiếp tục. Giờ tới phông size và phông nem. Phông size là xuyệt FS. Phông nem, giờ mình chỉnh phông nem trước đi. Mình xóa hiệu ứng đi. Chuột phải nè. Tên phông chữ là phông nem. Chọn bất kỳ phông. Phông bất kỳ. Đây. Đổi phông rồi nè.
còn muốn chỉnh cái đó là phông nem nha, cái đó còn bây giờ chỉnh phông size kích cỡ á thì mình thêm cái xuyệt thôi. Ví dụ xuyệt ở đây thêm cái nè, xuyệt FS 80 đó, 80 nè, thấy không? Giờ lên thử 100, 120, 12 đấy. Rồi tiếp tục còn gì nữa không? Đó là hình như còn cái phần chữ chạy thì mình chưa có thử, cái đó là banner, mình chèn cái code banner gì đó. À, hẹn gặp lại. Ngoài ra còn có thể chỉnh được độ mờ nữa nè, xuyệt fade, fade 200. Giờ thử đi, mình sẽ thêm cái dấu xuyệt vô, xuyệt fade 200,200, mở ngoặc đơn nha, 200,200. Rồi chạy thử video. Seems odd, anaphylactic shock. Seems odd, anaphylactic shock. Seems odd. Đó, nó like có độ mờ nè, cái có từ mờ đến đậm nè. Thử 600, 800 đi. Seems odd, anaphylactic shock. Seems odd, like an allergic reaction to something. Rồi,